Hello hello tất cả quý anh chị và khách hàng của nhạc cụ Văn Quốc thành phố Hồ Chí Minh nha. Hôm nay em xin gửi đến tất cả quý anh chị một sản phẩm giá rất là rẻ, cực kỳ rẻ luôn. Có mấy trăm ngàn thôi, chỉ khoảng cỡ trên 600 700 là quý anh chị đã sở hữu một cây guitar dạng 3/4 nha quý anh chị. Cái này là dạng 3/4. Không phải dạng full nha quý anh chị, không phải dạng full. Quý anh chị xem đầu này. Cây này đến từ thương hiệu AL Music nha quý anh chị, một thương hiệu rất là mới. Đầu khóa, cái bộ khóa này là bộ khóa liền nha quý anh chị, bộ khóa bạc khóa liền. Đây, mặt sau của cần nè quý anh chị, mặt sau của cần keo chỉ rất là thiết, thì có mấy trăm ngàn mà keo chỉ như thế này là rất là ok rồi quý anh chị. Đôi khi nó vẫn còn những cái trầy xước nhỏ nhỏ, nhưng mà đó, những cái đó không thành vấn đề quý anh chị. Mặt sau ở cây này giá rẻ nhưng mà nó có hai cái chốt nha quý anh chị. Đó, nó hai chốt ở trên với ở dưới. Cái này là để đeo dây quý anh chị. Đó. Ngựa này quý anh chị xem dáng rất là khít nha. Ở đây có một dòng chữ AL Music rất là đẹp. Ngựa dưới. Bình thường là ngựa thẳng đúng không? Nhưng mà ngựa này nó viền cong. Ngựa này ngựa nhựa nha quý anh chị. Nhựa. Mặt trước vàng ép nha quý anh chị, vàng ép nhưng mà là vàng ép màu vàng rất là chắc nha quý anh chị. Cây này thì phù hợp cho những bạn nào mà mới tập chơi cũng được nha quý anh chị, mới tập chơi, không thì cho mấy bạn nhỏ mà cầm cái đàn bự nó không có hết á, mấy bạn nhỏ tuổi mới tập đàn á. Cái này thì được cái là phím nó rất là thấp nhưng quý anh chị, phím nó rất là thấp. Đó, những cái phím này này, những cái phím sắt á, người ta đóng rất là thấp. Thành phím mà anh chị bấm á, trượt qua trượt lại nó không có bị cấm, không có bị cấm quý anh chị, không bị cấm nhiều. Nó không có làm đau tay mình lắm đâu. Trong tầm giá này một cây như này là rất ok luôn quý anh chị. Khi mà ví dụ như mà mấy anh chị mà mua những cây mà mua đi bán lại á, những cây mà mọi người chơi xong rồi bắt qua bán lại quý anh chị, những cây đó thường rất là nhiều lỗi nha quý anh chị. Còn khi mà quý anh chị mà mua những cây đàn mới như thế này thì khi mà đến cửa hàng bên em xem đàn á, thì quý anh chị sẽ chọn những cây mà hầu như là không có một lỗi gì luôn nha quý anh chị. Đôi khi nó chỉ bị trầy xước hoặc là những vết chấm keo nó bị dư hay là như thế nào đó thôi, chứ còn gần như là không có lỗi gì hết nha quý anh chị. Đó, rất là yên tâm về sử dụng. Tiếng sáng mấy cây nhỏ này nhưng mà dây sắt á thì tiếng nó lại sáng. Tiếng bass nó cũng đậm lắm nhưng mọi người, nó không có bị bẹt 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 đó. Rất là ok. Đó, trong tầm giá này như thế này rất là ok rồi nha quý anh chị. Đó, thì cái phân khúc này thì bên em có hai mẫu, vừa acoustic và vừa có classic luôn nha quý anh chị. Đây, cùng phân khúc, cùng tầm giá 700 mấy. Này, đây là và đến từ thương hiệu AL Music. Đây là classic nha quý anh chị, dây ni lông. Còn nó dán 3/4 nha quý anh chị. Ngựa thẳng, vẫn là ngựa nhựa nha quý anh chị, ngựa thẳng. Ở viên này có họ tiết này. Keo chỉ. Đôi khi keo chỉ này nó có vẫn có những cây nó bị trầy trụi một xíu, trầy xước nhẹ tại vì dán không có kỹ lắm quý anh chị, tại vì đàn giá rẻ mà. Đó. Quý anh chị xem. Đầu đàn quý anh chị. Đó. Bộ khóa. Bộ khóa có hoa văn họa tiết đường đồ nha quý vị. Những cây này thì bấm nhẹ hơn những cây acoustic rồi. Nó bấm nhẹ. Cây này chưa lên dây rồi.
cây này thì mấy bạn nào mà bấm sợ đau tay quá thì mua những cây này nha. Mấy cái này thì bấm không có bị sợ bị đau tay đâu nha mọi người. Đôi khi nó vẫn thấy đau chứ, nhưng mà nó đau không có đau lắm đâu. Ok nha quý anh chị. Bên em cái phân khúc này có hai mẫu. À, hai mẫu nhưng mà rất nhiều màu nha quý anh chị. Hai mẫu Acoustic Classic đến từ thương hiệu AL Music. Đó. Có nhiều màu nha, bên em có màu trắng như thế này, màu vàng, màu đen, màu xanh. Đó. Thì cửa hàng bên em là ở 568 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình nha quý anh chị. Ở gần ngã tư Bảy Hiền á, thì quý anh chị nào mà có nhu cầu mà muốn đến tận cửa hàng thì cứ đến địa chỉ đó nha. Còn khách hàng nào mà muốn quý anh chị nào mua online cũng được, thì bên em sẽ chọn lọc những cây nào mà bên em thấy ưng ý thì bên em sẽ gửi nha. Cảm ơn quý anh chị đã xem video nha.